Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ám, tác giả Trần Thu Huyền. Khi nghe truyện, đừng quên nhấn like và bình luận những ý kiến về câu chuyện ở bên dưới video, và đồng thời đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo những video truyện mới quý thính giả nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Tập 3 Ma Ám. Đừng kích động, rồi nàng sẽ biết ta là ai thôi. Sau câu nói đó, bóng đen bỏ đi. Tôi run bần bật bốc hết củ tỏi cho vào đầy trong miệng. Dì Lanh đỡ tôi ngồi xuống. Nè, cứu nơi đây nha, để dì đi lấy xe. Tôi nóng bừng nơi cổ họng, mùi tỏi cay xông lên mũi khiến cho sóng mũi cay xè. Tôi nhìn theo, dì Lanh đang đứng nói chuyện với anh chủ quán nước. Một lát sau, dì chạy xe ra chỗ tôi. Nè, con khỏe chưa? Lên xe dì chở về. Dạ. Tôi đáp rồi leo lên sau xe, chỉnh lại cái nón xoay đúng chiều. Tôi ôm lấy mớ đồ mà dì Lanh mua, tay cầm chặt bịch tỏi. Bóng đen lù lù đi ngang hàng với tôi. Mệt mỏi, tôi nhắm chặt mắt lại, mặc kệ nó. Đi ngang qua hậu bàn thì bỗng dưng cái bóng đen vút sang bên ghế đá. Bóng đen nhợt nhạt, nhạt dần rồi biến mất. Tôi nhớ ra rồi, hồ bàn có ma gia, ba má tôi phải đi nhờ ông Toàn. Vậy mà tôi không nghĩ ra nữa, chính là ông ta. Về tới nhà, dì Lanh vội vã kéo mẹ tôi vô trong buồng thì thầm cái gì đó. Tôi xách bịch đồ, nghe tiếng của ba tôi gọi. Nè Cuna, lại giữ giùm ba con gà coi, mang cái bình thủy xuống nữa nghe. Dạ con xuống liền. Ba tôi làm gà nhanh thật, một loáng là đã xong. Nồi gà hầm đặt trên bếp nước chưa sôi, cho nên chén tiết vẫn còn để ở bên cạnh. Sao tôi lại thấy lạ như thế này? Nhìn chén tiết mà tôi cứ thèm thèm. Cái màu máu kia đỏ đẹp quá, máu bắn tung tóe quanh chén, trông rất hấp dẫn đến như vậy. Nhưng tôi ít khi ăn tiết gà lắm, dù là có được nấu chín. Nghĩ vậy, tôi quyết định đi lên nhà trên. Nhưng bước được vài bước thì trong đầu lại có tiếng nói: quay lại. Chân tôi theo tiếng nói ấy mà từ từ tiến lại gần. Liếc mắt nhìn chén tiết, tôi cầm lên, đổ vào trong nồi gà đang sôi, rồi nhanh chóng vớt ra. Bỏ miếng tiết chưa chín còn đang nóng hổi, tôi đưa lên miệng cắn một cái. Máu bên trong sền sệt vị tanh ngòm, ngon đến lạ kỳ. Tiếng của má hét lớn làm cho tôi giật bắn mình, làm rơi cả miếng tiết ra. Trời ơi, cún, con làm cái gì vậy? Tôi lý nhí. Dạ con ăn tiết gà. Má cúi xuống nhặt miếng tiết tôi đánh rơi, giọng run run. Trời ơi, chưa nấu chín làm sao mà ăn được con? Con... Má bước tới đặt tay lên vai tôi. Vô rửa mặt đi con, nhai tép tỏi nè. Ngày mai á đi Sài Gòn với má. Tôi tròn mắt. Ủa, ngày mai em á, sao đi gấp vậy? Vô nhà của bạn má đó. Nghe vậy, tôi không hỏi má gì nữa mà vô nhà tắm gợt nước, soi gương nhìn khuôn mặt của mình. Sao thấy nó khàn khác, chút mái tóc ngắn cuộn cỡn, quệt quệt miếng máu xung quanh miệng. Tôi lè lè cái lưỡi ra. Như vậy mới giống. Nghĩ vậy, tôi lại cười với mình. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, mà giống cái gì chứ? Đưa tay lên vỗ vỗ đầu, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Trên nhà có tiếng má nói với dì Lanh. Chị hai coi chừng con cún giùm em nha, em với anh Tám đi công chuyện chút xíu. Vợ chồng bay đi đi, quyết định mai rồi phải không? Dạ em quyết định rồi. Hồi nãy á nó còn ăn huyết gà sống nữa đó, em nhìn mà thất kinh hồn vía. Nhưng cố trấn tĩnh lại. Dì Lanh bỗng tái mét mặt. Cái gì? Ăn tiết gà sống hả? Thôi đi lẹ đi. Má tôi gật gật đầu, rồi dội lên xe ba đưa đi dội giả. Ra tới đầu hẻm, bác hai đã đứng đó. Thấy xe ra, bác gọi lớn. Tám ơi, Tám Tám, nè anh bên này. Thế là chú Tím Tám rồ ga xe phóng đi vun vút, thẳng đường đến nhà của thầy Toàn. Khác với mọi lần, bữa nay ông Toàn ra đứng ở cổng
dáng vẻ căng thẳng, chốc chốc lại ngó nhìn lên đồng hồ. Nghe tiếng thắng xe kinh kích, ông vội vàng chạy tới. À, trời ơi, ta mong quá chừng, mọi người vô nhà đi, để cửa đó ta đóng cho. Chú Tím Tám và bác Hai lặng im theo lời ông Toàn nói. Bên ngoài cổng, ông Toàn lấy chổi tre xóa đi những vết in hằn dưới nền đất. Rất nhanh sau đó, cắm cái đục sắt ở giữa lối đi. Ông gõ mạnh xuống, đục sắt chìm xuống, hòa vào màu đất, không còn nhìn thấy nữa. Đứng lên nhìn xung quanh một lượt, ông đi về phía mặt trời lặn, ngược lên phía bụi tre kế bên. Ông Toàn lầm nhầm đếm, 7 lá bùa chú được treo thành một hàng ở trên đó. Nắng rọi trên đường làng như những con rắn đang ngóc đầu lên tìm vật mà nó được giao nhiệm vụ. Khóa cửa cổng lại, ông đi vô nhà. Bên trong bác Hai và chú Tím Tám lòng nóng như lửa đốt. Rót ly trà, chú Tám lên tiếng trước. Thầy à, thầy uống miếng nước. Con cún nhà con. Ông Toàn với vẻ lo lắng. Ta đã đánh lạc hướng và cho đám quân binh theo dõi. Tuy nhiên vì không rõ sức mạnh của nó tới đâu, con ma tạo này quá là tinh ranh rồi. Bác Hai lau mồ hôi trên trán. Tôi lo quá. Hồi khuya qua chú Tím Tám này nói lại là tôi qua báo cho thầy liền đó. Ngày mai vẫn tiến hành như vậy hả thầy? Ông Toàn lấy một tờ giấy trắng coi coi rồi gật đầu. Cái này không còn tác dụng nữa rồi. Lão sư phụ của ta cũng chẳng thể làm gì được. Hy vọng lên Sài Gòn tìm gặp thầy hỏi thì thầy sẽ có cách. Tím Tám sụt sùi. Dạ, mong thầy cứu giúp gia đình con. Chuyện nó cắt tóc đã khiến con không thể tin nổi rồi. Bữa nay con bé nào là hút thuốc, uống cà phê, chạy xe lạng lách, rồi còn ăn huyết gà sống nữa. Con không tưởng tượng được luôn. Sao? Tím nói cái gì? Nó ăn huyết hả? Dạ đúng vậy. Ông Toàn bất giác ôm đầu. Trời đất ơi, con ma tạo này nó khát máu. Tím Tám khóc lớn tiếng hừng. Trời ơi, thầy ơi, bây giờ vợ chồng con biết làm sao đây thầy? Ông Toàn đưa ra một thứ rồi nói. Sáng ngày mai đó, chúng ta sẽ đi chuyến xe sớm nhất. Còn bây giờ thì mà mang lá bùa này về chôn ở ngay cổng nhà đó. Còn nữa, đây là sợi dây màu đỏ ở chùa, đeo vào tay cho nó đi. Sợi dây chống ma quỷ, nhưng mà trường hợp của con cún nhà mình đó, không biết có linh nghiệm hay là không. Tôi chỉ mong cầm cự được cho tới khi vô tới Sài Gòn thôi. Thầy à, liệu nó có làm hại? Không, nó không thể đích thân hại chết cháu nhà được, vì còn có con dấu ở đó. Chỉ e là nó mượn người khác. Nhưng mà thú thiệt qua những hành động đó thì ta cũng không rõ nó muốn cái gì nữa. Ba người bọn họ và thầy Toàn nhìn nhau, không thể đưa ra được câu trả lời. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Ba má cuốn về lại nhà mình, còn bác Hai hối hả tới chỗ làm. Vừa về đến nhà, ba tôi đã hí hoáy làm cái gì đó ở ngoài cổng. Tôi thấy lạ. Ba đào đất chi vậy ba? Ba tính sửa lại cái cổng. Đào lên coi có cái gì rỉ sét ở dưới không. Thôi con vô nhà trước đi. Vậy hả ba? Mà ba để bữa khác làm đi. Dì Lanh nấu xong rồi, ba vô thắp nhang đi ba. Ba tôi lau mồ hôi đáp. Ba vô liền. Tôi vô lại trong buồng, lấy cuốn sách ra đọc, mãi mê mà không để ý rằng má và dì Lanh đứng bên cạnh từ khi nào. Má cầm tay tôi, đeo sợi dây màu đỏ vô. Sợi dây may mắn này á, má tặng cho cuốn nha. Luôn đeo bên mình nghe con. Tôi nhìn sợi dây, rồi lại nhìn má. Ủa, chứ không phải đeo vô để trừ ma trừ quỷ hả má? Không, là đeo sợi dây này á, là cuốn của má luôn may mắn đó. Dì Lanh thấy vậy, chạm vào tay tôi rồi nói. Chà, đẹp quá ha.
Bữa nào bay đi xin cho chị cái với nha. Chẳng hiểu sao mà tôi lại tháo ra, nhìn sợi dây không thích một chút nào. Tôi đưa cho dì Lanh. Nè, dì thích thì lấy đeo đi dì. Dì Lanh vội vàng lấy đeo lại cho tôi. Thôi, cái con nhỏ này, của con là của con. Bữa sau á, má con xin cho dì cái khác mà. Tôi không nói gì nữa, quay lại đọc tiếp cuốn sách. Má tôi và dì Lanh đã đi ra ngoài, khép hờ hờ cái cửa buồng. Có vẻ hơi tối, tôi giới tay bật đèn lên. Ánh sáng dịu nhẹ khiến cho tôi buồn ngủ, mắt díp hết lại. Mà có tiếng gì vậy? Lại cứ ong ong quanh tai tôi như thế này. Tôi thấy đau đầu quá. Âm thanh ở đâu mà ồn ào như vậy chứ? Dường như có ai cầm trống mà đánh sát bên tai tôi, khiến cho tai tôi ù đi. Lấy tay bịt chặt hai tai lại, nhưng không những không nhỏ đi mà nó còn lớn hơn nữa, cứ thình thịch liên hồi. Tôi nằm vật xuống giường, lấy cái mền phủ che hết đầu mình. Không ổn rồi, tôi rung lên, tai tôi như muốn nổ tung ra mất. Chợt nhiên âm thanh đó tắt liệm. Tai tôi vẫn ù ù, cố gắng ngồi dậy lau mồ hôi. Chợt nhìn ra phía cửa buồng, một đôi mắt hàng đỏ chớp chớp nhìn vào trong. Không lẽ là má tôi? Nghĩ vậy tôi lên tiếng. Má hả má? Con nhức đầu quá, má cho con viên thuốc đi, con chịu hết nổi rồi. Ôm đầu, nhưng tôi vẫn nhìn ra chỗ khe cửa. Đôi mắt ấy vẫn chớp chớp, nhưng lại di chuyển tít lên cao. Ủa, má lại bắt ghế trèo lên sao? Bỗng dưng cánh cửa mở ra, khiến cho tôi hãi hùng co rúm người lùi về phía sau. Đột nhiên tiếng má tôi cất lên. Sao vậy? Má vô mà con cũng giật mình hả Cun? Nhang cháy hết rồi, cha phụ má dọn đồ ăn xuống đi con. Tôi run run. Má ơi, con nhức đầu quá má, má lấy cho con viên thuốc chứ. Má đặt tay lên trán tôi lo lắng. Nè, ra ngoài ăn miếng đi rồi uống thuốc. Mà con thấy trong người sao? Tôi vỗ đơm đớp vô đầu. Con nhức đầu lắm, như có ai cầm vòi trống đánh sát bên tai con vậy. Chắc trúng gió cho nên vậy đó. Ăn rồi uống thuốc vô, nằm nghỉ xíu là hết liền hả? Tôi và má cùng đi ra. Bên ngoài chẳng có chiếc ghế nào. Tôi quên bén không hỏi có phải là khi nãy má đứng nhìn qua khe cửa hay không nữa. Nghĩ lại tôi thấy còn sợ. Cắp đồ ăn bỏ vô chén mà tôi ngán quá nuốt không nổi. Nhăn nhó cố gắng ăn vài miếng để một lát còn uống thuốc, mà nơi cổ họng cứ đắng ngắt. Bà gắp một miếng thịt đưa cho tôi. Nè, ăn nhiều đi con, sao mà buồn so vậy? Dạ không có gì đâu ba. Tôi đáp cho ngồi đó ráng ăn cho hết miếng thức ăn trong chén. Bên mâm cơm ba má và mọi người nói chuyện vui vẻ, cũng chẳng còn để ý tới tôi nữa. Ngày đám giỗ của ông cố hay lễ Tết, gia đình tôi mới tụ họp đông đủ như vậy. Bình thường ai cũng bận rộn lắm, cho nên ít khi tới thăm nhau. Bữa nay ba má tôi không bán hủ tiếu. Sau bữa tối, má sắp vài bộ quần áo bỏ vô giỏ. Sáng mai gia đình tôi đi Sài Gòn thăm bạn của má. Người bạn này tôi chưa từng nghe má nhắc tới bao giờ, nhưng ba tôi cũng chịu đi chung, thì khỏi phải hỏi cũng biết là thân tới cỡ nào rồi, vì hiếm khi ba đi đâu xa. Từ đây lên đó bằng xe đò cũng mất khoảng mấy tiếng, mà lên có một bữa thôi. Sao má lại chuẩn bị kỹ tới như vậy? Lại gần, tôi gặng hỏi. Má xếp đồ chi nhiều vậy? Mình đi trong ngày về mà. Má nhìn tôi, nhưng rồi lại quay sang chỗ khác. Lên đó bụi bặm nắng nóng, má mang theo nhiều một chút á, tới đó có đồ thay. Xíu đi ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm đó nghe. Dạ, bây giờ con vô coi lại bài á, rồi con ngủ luôn. Vào phòng, theo thói quen tôi buông mụn trước. Lát nữa học bài xong, chỉ việc chui vô ngủ thôi. Bên ngoài chắc má đang coi phim. Dù bật tiếng nhỏ nhưng không gian yên tĩnh tôi vẫn nghe thấy rõ. Bật đèn bàn, tôi lật lật cuốn sách ra. Bất thình lình có tiếng cười khúc khích ở ngay phía sau lưng. Tôi vội quay lại, là cửa buồng đang mở. Lạ thật, lúc vô tôi nhớ mình đã đóng lại rồi mà. À, má đang coi phim. Công nhận trong phim người ta cười cứ như ở ngay bên cạnh tôi vậy. Tôi không chú ý nữa. Tôi tự nhủ đọc hết trang sách này
rồi sẽ chui vô mộng ngủ. Tôi chưa lên Sài Gòn bao giờ, chắc ở trên đó đẹp và nhộn nhịp hơn quê tôi nhiều lắm. Bất giác tôi giật thót mình. Đúng là cái tiếng cười trong buồng ở ngay chỗ tôi đang ngồi. Tôi bật đứng dậy nhìn xung quanh. Ôi trời ơi! Tôi ôm miệng thốt lên. Trên giường qua lớp mùng, có bóng người đang nằm dài thường thượt. Nó đưa cánh tay lên chạm vào đỉnh mùng, rồi hạ xuống. Lấy hết sức tôi hét lên. Ma, cứu con ma ơi, ma! Ba má tôi chạy vô trong hốt hoảng. Cô nè, nè, có chuyện gì vậy con? Tôi nức nở chỉ tay. Ba ơi, cứu con với, ma, có ma trên giường á. Ba tôi tới lật cái mùng lên, rồi quay sang nhìn má nói. Chỉ là cái mền thôi mà. Chắc là con nhìn lộn thôi đó. Con không có lộn đâu, rõ ràng là nó nằm đó, giơ tay lên chạm vô mụn bên trên mà. Má bước tới ôm lấy tôi. Thôi, má vô ngủ với con, đừng có sợ. Má không có vô nhà mình được đâu. Ba má đã yểm. Nghe tới chữ yểm, tôi vội đẩy má ra. Hả? Má nói yểm là sao? Má tôi không nói gì. Thế vậy ba cất lời. Là yểm bùa để cho ma quỷ nó sợ mà tránh đó. Như có ai dùng một sức lực vô hình nào đó xoay tôi qua đối diện với ba. Tôi nhìn thẳng vào ba hỏi. Ba nghĩ là ma sợ hả? Nếu nó phá bùa đó được thì sao? Tôi thấy má lay lay áo của ba như ra giấu cái gì đó. Một lát ba tôi mới lên tiếng. Thôi không nói tới nữa. Hai má con ngủ đi, ba đi công chuyện chút. Má tôi có vẻ hối thúc. Anh đi lẹ đi rồi về nghe. Không trả lời má, ba nhanh chóng dắt xe ra ngoài, đổ máy đi liền ngay sau đó. Mùng được dán lên, bên trong là cái mền được gấp để thẳng. Không lẽ tôi qua mắt cho nên nhìn lộn thật hay sao? Cô nà. Tôi ngước sang má. Má nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Hồi nãy con nói con nhức đầu, má quên không có lấy thuốc cho con. Dạ, bây giờ con hết đau rồi má. Má để sẵn thuốc ở đây. Nếu một lát lại bị đau á, con nhớ lấy uống nha. Thôi ngủ đi con. Dạ. Nằm cạnh má, tôi không thấy sợ nữa, nhưng trong lòng tôi nôn nao đến khó tả. Tự dưng tôi muốn gặp nhỏ Yến quá. Ngước lên nhìn đồng hồ, mới 8:30. Giờ này chắc con Yến chưa ngủ đâu. Thấp thỏm tôi ngồi bật dậy. Bên cạnh má đã ngủ say. Tôi nhẹ nhàng đi qua má, bước xuống thật khẽ, mở cửa buồng bước ra ngoài. Đèn vẫn để sáng, chắc là ba tôi chưa về. Lại gần tủ kệ lấy chìa khóa mang theo. Định bụng tôi chỉ đi một lát thôi. Vừa khóa ngoặt cái xích cổng lại, cũng vừa lúc ba tôi về đến. Chiếu đèn xe, ba tôi hỏi dồn dập. Con đi đâu vậy? Trễ rồi còn đi đâu nữa? Tôi bám tay vô xe cười. Dạ ba về rồi hả? Con qua nhà nhỏ Yến hỏi bài. Con có mang theo chìa khóa nè, ba vô ngủ trước đi. Trời, bài dở sớm không hỏi. Thôi lên xe ba đưa đi, lẹ lẹ. Trong suy nghĩ tôi có chút bực bội với ba. Mãi không về, sao lại về đúng ngay lúc này chứ? Nè, còn không lên hả con? Tôi giật mình vội đáp lại. Dạ, nhà Yến ở ngay kia kìa, con đi bộ được mà, ba vô nhà trước đi xíu con về. Ba tôi nắm tay tôi kéo lại. Gần á, cũng lên ba đưa đi, bữa nay giỏi cự lại ba nữa ha. Tôi không nói gì, vội ngồi lên xe. Đi một thoáng là tới nơi. Trước cửa nhà con Yến có người đang đứng. Ba tôi quay đầu nói chới với tôi. Hai con nhỏ này hay thiệt, như là có hẹn vậy. Con Yến nó đợi con kìa. Nghe ba tôi nói, tôi nghiêng qua một bên nhìn. Nhỏ Yến đang đứng trước nhà, hay là đợi ai chứ có hẹn gì đâu mà biết tôi qua. Ba tôi bóp còi tin tin. Con Yến chạy ra hớt hải. Chú Tám, cún, tao đợi nãy giờ á, tưởng mày không qua chứ. Tôi gật gật. Qua chứ sao không qua mày.
Nói chỉ có như vậy thôi. Con Yến quay sang nhìn ba tôi. Dạ con nhấn cuốn vô họng chút, chừng khoảng nửa tiếng á, chú qua rước cuốn nha. Tôi ngạc nhiên quá đổi, sao con Yến lại nói như vậy? Chúng tôi đâu có hẹn học chung đâu. Mà tôi cũng lạ, chẳng hiểu sao lại muốn qua đây. Nè, mấy đứa học khuya quá cũng không có tốt đâu. Cứ vô nhà học đi, chú ngồi đây chờ cũng được. Dạ chú cứ về đi. Biết có chú đứng đợi á, tụi con cứ cập rập không có an tâm lắm. Hay là học xong á con đưa cuốn về nha. Ờ, vậy thôi để chú về. Mấy đứa vô học đi. Hơn 9 giờ chú qua trước nó. Bà nói rồi nổ máy đi. Không gian trở về yên tĩnh. Tôi theo con Yến vô nhà. Trời tối như thế này mà sao con Yến lại bật đèn mờ như vậy? Chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi tìm cái công tắc điện ở chỗ mọi lần sang tôi hay bật đèn, nhưng chạm mãi chẳng có. Tôi nói lớn: Ủa, sao không bật đèn cho sáng mày? Tối vậy sao học? Tiếng con Yến nói ra như từ trong bếp. Ờ, bóng đèn hư rồi, lát ba má về thay. Tôi lại gần ô cửa sổ. Dưới ánh sáng mờ trên bàn học có mấy cuốn sách hóa ở đó. Môn này là sở trường của tôi đây. Thấy sách, tôi vô ngồi đọc liền, dù không rõ được chữ. Yến bưng ra ly nước đưa cho tôi. Uống đi mày. Qua, wow, mày có cái vòng tay mới đẹp quá ha. Tháo ra tao coi được không? Chà, mắt mày tinh ghê vậy. Tối vậy mà cũng thấy tao đeo vòng tay luôn hả? Trời, tao mà. Mày có gì tao biết liền hả? Chẳng chần chừ, tôi tháo ra đưa cho nhỏ Yến. Nè, má tao mua đó. Má nói là sợi dây may mắn. Để mai tao nói má mua thêm sợi cho mày ha. Yến không đỡ từ tay tôi mà vụt đứng dậy đi ra chỗ hiên nhà. À, để đó tao coi sao. Hình như ba má tao về, tao ra mở cửa đã. Tôi đặt sợi dây lên cuốn sách rồi nhìn ngó ra ngoài. Nói là ba má về mà tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. Có xe máy vừa chạy ngang, chắc là người sớm trong họ đi làm vậy. Một hồi sau, Yến quay vào nhà nói lại: Trời lộn mày ơi, không phải ba má tao. Tới chỗ tôi, Yến thu dọn lại mấy cuốn sách, sắp xếp gọn gàng chúng lại. Tôi cũng quên bén rằng sợi dây may mắn của tôi còn nằm ở trong đó. Yến đập vai tôi: Nè, mày suy nghĩ gì mà im lặng vậy? Còn sớm, mình ra hồ bạn hóng gió không? Tôi giật nảy lên. À, trời, mày chưa sợ hả? Ma già lôi xuống đó. Trời, mày lo gì? Nó bị thầy Toàn đuổi đi rồi. Tôi hơi sững người. Con Yến biết thầy Toàn đuổi ma giúp tôi sao? Tôi có kể chuyện này đâu. Hay là Yến gặp má tôi và má tôi đã nói cho nó? Đang suy nghĩ, Yến đứng phía trước tôi quơ quơ tay. Sao mày? Cho đó một lát á, rồi mày mang vở của tao về mà học. Thế là chúng tôi cùng nhau đi. Về đêm được vắng quá, vẫn còn cảm giác sợ, cho nên tôi đi thật chậm. Con Yến thì bạo dạn lắm, nó cứ đi vù vù chẳng quay đầu lại. Tới hồ bàn, tôi và nó ngồi ngay cái ghế đá cạnh cây nguyệt quế. Sau một hồi nói chuyện, con Yến chợt đứng lên. Ê, tao mắc quá, mày ở đây chờ nha, tao quay lại liền. À, mày đi lẹ đi, chứ không thôi ướt quần bây giờ đó. Yến không đáp trả lại, mà vội đi lại, chui vô một bụi cây rậm rạp. Ở đây ngồi một mình, tôi rợn rợn da gà. Màn đêm yên tĩnh thật. Tiếng ếch ọp kêu lên vang vọng. Hoa nguyệt quế tỏa ra thơm ngát. Mùi hương ấy khiến cho tôi cứ nôn nao sau đó. Tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ. Con nhỏ này chỉ đi tiểu thôi, mà làm gì lâu như vậy. Ngó ngó vào bụi cây rậm rạp, tôi lên tiếng gọi: Nè, mày xong chưa? Nhanh lên còn đi về á, chứ không ba tao qua đó không thấy á, ba tao la mày ơi. Yến không trả lời. Nè, đừng có hù tao nha, không nhanh tao đi về trước à. Nó vẫn không đáp lại. Tôi bực bội đứng lên chạy về phía nhà mình. Nhưng chỉ được một khúc đường, tôi vòng một vòng rồi chạy lại ra hồ bàn, bước dần xuống từng bậc cho đến khi chạm tới mặt nước. Tôi cảm thấy nơi chân mình lạnh ngắt. Mặt nước lặng yên như tờ, phản chiếu ánh trăng tròn như tranh vẽ. Tôi muốn chạm vào bức tranh này. Bước xuống sâu hơn một bậc nữa, tôi cúi xuống vần vần. Bữa nay tôi gan thật, đụng nước mà không có cảm giác sợ hãi gì. Chợt nhiên tôi giật bắn mình vì có tiếng la lớn.
cùng với chiếc gậy đập mạnh và dính chặt vào vai tôi. Bà Tào Sảo Nguyệt dám lộng hành sao? Tôi quay lại nhìn là ông lão, một bên tay mang đèn pin, một bên cầm chiếc gậy. Hình dáng này quen quá, nhưng sao lại quát tháo gọi tôi là ma tàu chứ? Hơ, còn không mau lên sao? Trong phút chốc cuống cuồng nhìn xuống dưới chân mình, tôi run lên bần bật, vội bám vào chiếc gậy. Tôi lần từng bước đi lên, đưa chiếc gậy rời khỏi vai tôi. Ông lão mới lên tiếng: "À, cháu gái không sao chứ? Sợi dây trên tay đâu rồi?" Tôi đáp mà giọng vẫn chưa hết run: "Dạ, con không sao, cảm ơn ông. Sợi dây con để quên ở nhà bạn rồi." Ông lão gật đầu: "Vậy là nó lấy mất rồi. Bùa yểm không thể không chế nổi nó rồi." Tôi nhận ra đây chính là người hôm bữa trước đã cứu tôi. Vội vàng tôi hỏi lại: "Dạ, nó là ma gia phải không ạ? Con không hiểu sao đang nằm cạnh má con lại muốn sang nhà nhỏ bạn nữa." Ta hiểu rồi. Không có nhỏ bạn nào ở đây cả. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Ta đưa con về. Ông lão nói rồi chống gậy dẫn tôi đi. Đi rồi, nhưng tôi vẫn ngoái nhìn lại phía bụi cây rậm rạp. Đúng là nhỏ Yến mà. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, còn ngồi ghế đá. Cho nhỏ Yến đi vô bụi cây đó, làm sao có thể là ảo giác được? Hơn nữa con Yến còn chào hỏi ba tôi. Không lẽ ba tôi cũng bị ảo giác giống như tôi? Mọi thứ cứ đến với tôi thực thật hư hư. Tôi không biết làm gì để thoát ra khỏi đây. Ma gia theo tôi. Tại sao lại theo tôi? Lúc tôi bước xuống nước là do nó dụ, chứ tôi có bao giờ như vậy đâu. Nghĩ tới mà tôi thấy sợ quá. Mỗi lần đi qua hồ bàn là chạy bán sống bán chết, nhai cả nắm tép tỏi trong miệng. Ấy thế mà con Yến mới rủ là tôi đi liền. Đúng rồi, con Yến còn nói thầy Toàn đã đuổi ma gia đi rồi. Vô nhà mà không mở điện, tối mờ như vậy lại thấy tôi đeo vòng. Trời ơi, tôi vừa gặp ma. Nghĩ tới đó tôi thấy đau đầu quá. Tôi dừng lại ôm lấy đầu của mình. Ông lão cũng dừng bước: "À, có chuyện gì không ổn sao con?" Con đau đầu quá ông à. Tôi và ông cùng quay sang nơi có âm thanh. Trước mắt chúng tôi là một bóng đen. Nó khoanh tay trước ngực, cất lên tiếng cười man rợ. Tôi sợ hãi đứng sau ông lão khóc lên, không dám nhìn. Giọng của ông lão kiên nghị: "Là anh. Anh dám phá bỏ vào kèo sao?" Bóng đen tiến lại gần hơn. "Vào kèo là tự lão quan tưởng thôi. Khi ta đã muốn thì không có gì cản được ta cả. Anh muốn gì? Tại sao lại hại con người ta chứ?" Bóng đen gầm lên. "Muốn gì hả? Ta muốn nó phải chết, muốn nó phải đau khổ. Lão già, ta với lão không thù không oán, cho nên ta khuyên đừng có xen vào việc của ta. Nếu không..." Chiếc gậy chống mạnh xuống đất. "Anh đang đe dọa ta sao? Dù có như thế nào thì anh cũng không thể hại chết cô bé. Dấu này là ta đã xin bề trên. Trừ khi cô bé tận số thì tử khắc nó sẽ mất đi." Cái bóng đen bỗng dưng im lặng, đứng yên không nhúc nhích. Tôi nghe ông lão nói rất khẽ: "Sao? Anh có âm mưu gì đây?" Tôi vẫn ở phía sau ngó nghiêng, chạm vô cánh tay của ông lay nhẹ: "Còn ở yên đó." Tôi vội thập lại ôm lấy đầu mình. Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi cứ mơ hồ. Đúng rồi, chính cái bóng đen đó hồi tối đã áp vô người tôi, và ban sáng khi tôi đi cùng với dì Lanh. Tiếp sau đó như thế nào thì tại sao tôi lại không nhớ nổi? Rốt cuộc cái bóng đen đó là ai? Cố nghĩ nhưng không thể nhớ ra. Đầu tôi mỗi lúc càng đau hơn, cứ như con trùng cắn đến giật giật. Một lúc sau đó, ông lão quay về phía tôi: "Chúng ta đi thôi. Con cần nhanh chóng về nhà. Sẽ không sao đâu, không cần phải lo lắng." Ông lão và tôi đi thật nhẹ nhàng, xuyên qua cái bóng đen ấy. Tuy là trong đầu còn đau đớn, nhưng tôi mừng lắm. Về tới gần đầu hẻm, cái bóng đen bất thình lình xuất hiện ra, chắn ngang lối đi.
tay mang một sợi dây màu đỏ. Tưởng có sợi dây này thì ta sợ sao? Lão già, lão coi thường ta quá rồi. Ông lão chậm rãi. Tội lỗi chồng chất. Bây giờ thì ta đã hiểu lý do vì sao mà anh 1200 tuổi vẫn chưa được siêu sinh, mà ẩn dưới hồ bàn để làm ma gia, không chịu về nơi của mình tự tử. Ta thấy anh thật tội nghiệp. Hai học đá lớn tắt vô người. Cái bóng đen gào thét nổi giận, khiến cho gió nổi lên mù mịt thành từng vòng xoáy. Cây cối nghiêng ngả, phát ra tiếng rào rào, xen lẫn vô đó là cái giọng rinh rít. Lão già, lão muốn chọc tức ta sao? Dù con bé kia có được cắt cái dấu gì thì ta cũng sẽ phá được nó. Cứ chờ coi. Nói xong, cái bóng đen biến mất đi. Xuất hiện ra ngay sau đó là một người mặc bộ đồ màu vàng đất, phần đỉnh đầu cạo trọc, nhưng lại để diện tóc quanh hai mang tai, phía sau tóc dài buộc chụm lại với nhau. Bước gần tới chỗ tôi, hắn ta lên tiếng. Nhạc Phong, nàng vẫn chưa nhận ra ta sao? Tôi ấp úng. Ông là ma gia, ông đã kéo tôi xuống hồ bàn. Ông chính là cái bóng đen kia. Nhưng ông nói gì tôi không hiểu. Tôi không phải Nhạc Phụng, tôi là Ngọc. À, đúng đúng, Ngọc. Nếu đứng đây là Thẩm Ngư, có lẽ nàng sẽ nhận ra hắn đó. Tôi run rẩy lùi lại. Thật sự tôi không hiểu ông đang nói gì. Làm ơn, đừng theo tôi. Ông ta chạm lên bộ đồ của mình, tay xoay lên đỉnh đầu trọc lóc, nhìn tôi chậm chậm như muốn nói điều gì đó. Nhưng lúc này ông lão dường như đã hiểu ra mọi vấn đề. Ông vội cất lời. Là kiếp trước hiện thân cô bé này không thể nhớ tại sao anh không chịu buông bỏ. Làm vậy đó, anh sẽ được cái gì chứ? Hắn ta trợn mắt lên dữ tợn. Được cái gì sao? Được rất nhiều thứ. Nói đến đó, hắn chỉ tay vô người tôi. Nàng sẽ phải nếm đủ những đau đớn đã gây ra cho ta. Lên Sài Gòn tìm thầy sao? Yếm bùa sao? Nếu như ta không thể phá được dấu trên người nàng, vậy thì nàng cứ sống, sống mà cũng như không. Hai bàn tay giọ nát sợi dây đỏ, hắn ta ném vào không trung rồi biến mất. Tôi đứng chết lặng. Hại chết tôi không được thì sẽ để cho tôi sống như không ư? Đầu tôi muốn dở tung ra với những dòng suy nghĩ. Tôi muốn biết điều ông ta nói là như thế nào. Ông ta có mối quan hệ gì với tôi mà trở nên thù hằn tới mức như vậy? Ông lão cất tiếng khiến cho tôi dần suy nghĩ. Con mau về đi, hy vọng gặp được thầy cao tay. Con còn cái dấu đó, anh ta sẽ không thể làm hại con đâu. Tôi khóc. Không hại con chết được, nhưng biến cuộc sống của con thành vô nghĩa, phải không ông? Có lẽ anh ta chỉ hù dọa, vì số mệnh của mọi người đã được sắp đặt rồi, không ai có thể thay đổi được đâu. Có thật vậy không? Nhưng khi nãy ông nói tới kiếp trước là... Ông lão gật đầu đáp. Theo như suy đoán của ta thì kiếp trước con tên là Nhạc Phụng, và hình như còn có một người nữa tên là Thẩm Ngư, với anh ta có ân oán thù hận đó. Tôi nhìn ông lão. Con phải làm gì hả ông? Từ kiếp trước mà sao kiếp này lại còn tìm con? Con chỉ muốn được yên ổn. Ông ơi, hãy giúp con. Ông lão đặt tay lên vai tôi, bàn tay lạnh ngắt. Tận bây giờ tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của ông lão, sao mà nó nhợt nhạt quá. Ta đã cố gắng hết sức rồi, chỉ giúp con được bấy nhiêu thôi. Còn lại đó là tùy thuộc vào số mệnh. Ta không biết có còn cơ hội để gặp lại nữa hay không. Tôi ngạc nhiên. Ông à, có nghĩa là con không còn gặp lại ông nữa sao? Ông lão im lặng thở dài. Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi và ông đứng dưới ánh sáng vằn vặt của trăng tròn. Tôi đập vào đầu của mình. Cơn đau đầu ập đến.
Nó khiến tôi cứ như người giả bộ đau vậy, chốc lát lại nhói lên, khi thì lại hết. Thở ra bằng miệng, tôi tự giật tóc của mình. Như thế này có lẽ tôi dễ chịu hơn. Hít một hơi thật dài, tôi vội chạy theo. Ông lão đã đi được khá xa. Tôi gọi lớn: ông ơi, đợi con. Ông dừng bước nhưng không quay mặt lại. Con về đi con, trời sắp sáng rồi, về cho kịp chuyến xe sớm. Ông à, nếu con muốn gặp ông thì con tìm ông ở đâu? Ông lão ngập ngừng. Thật ra ta... Ông nói lấp lửng khiến cho tôi nóng lòng quá. Trời sắp sáng tới nơi rồi. Nói ra tôi mới nhớ, ba hẹn hơn 9 giờ đón, mà sao bây giờ chưa thấy tôi về, ba không đi tìm. Tôi kiếm khắp người mình cũng không có chiếc chìa khóa nào cả. Rõ ràng tôi đã mang theo mà, hay là rớt đâu mất tiêu rồi. Bây giờ về gọi chắc ba má rầy tôi chết. Sực nhớ ra, tôi vội nhìn lên, ông lão vẫn đứng đó. Tôi bước đến gần hơn một chút, lầy lầy tay áo của ông. Ông ơi, cảm ơn ông đã giúp con. Con chỉ muốn biết hiện ông đang ở đâu. Ông luôn đến kịp lúc con gặp nguy hiểm. Lần trước con... Ông lão nói rất khẽ. Con à, ta thật ra chỉ là một hồn ma thôi. Ma? Tôi hét lên, bước lùi về phía sau, ôm chặt lấy mình run cầm cập. Ông lão quay mặt lại, và tôi rụng rời chân tay. Mới vừa nãy thôi là một khuôn mặt nhợt nhạt, bây giờ đây đã thay vào, nó đã tím bầm như bị tra tấn đánh đập. Con sợ ta sao? Tôi run rẩy lắc đầu. Dạ không, con... Mà sao ông là ma được? Ông bước tới gần tôi. Con nghĩ khuya như vậy, còn ai ra hồ bàn kịp lúc mà con sắp chìm xuống nước chứ? Và điều ta sắp nói ra đây, sau này con sẽ không thể nào ngờ được. Con cũng chỉ là một hồn ma như ta mà thôi. Những gì con thấy được trong đêm nay, ngoài lão và hắn ta, thì tất cả đều là ảo giác. Là ảo giác sao ông? Đúng vậy, chỉ là ảo giác thôi. Không tin vào những gì mà tôi nghe thấy, tôi ôm đầu ngồi xuống. Không lẽ ba tôi chạy xe máy đưa tôi sang nhà nhỏ Yến là ma đưa tôi đi? Không thể nào có chuyện đó được. Ba còn nói chuyện rồi hẹn tới rước tôi nữa mà. Không, tôi không tin. Có giọng nói vang lên một cách lạnh lẽo. Con về nhanh đi, gà sắp gáy sang rồi. Ta phải đi. Ta cầu mong cho con được may mắn. Ta ở điện thờ, ở nhà một người mà ba mẹ con hay lui tới. Nhớ ta thì đến đó châm một cây nhang, vậy là đủ rồi. Ông à, ông ơi. Ông lão biến mất ngay sau đó, bỏ lại tôi với câu gọi giữa chừng. Còn lại đây một mình trơ trọi, cảm giác rợn rợn làm cho tôi thấy sợ hãi quá. Nhanh chóng tôi chạy về, thật nhẹ tháo xích cổng vô nhà. Tôi nghe tiếng ba ngáy đều. Trong buồng, ở trên giường, xác của tôi và má nằm cạnh nhau. Che miệng lại, tôi tự chạm lên tóc, ấn ngón tay lên người. Như vậy thì làm sao tôi là hồn ma được chứ? Đột nhiên có tiếng chuông đồng hồ báo thức, khiến cho tôi giật cả mình. Chắc là hồi tối má đã cài sẵn. Má đi ra khỏi mộng, tôi đứng ngay đầu giường nhưng má không hề nhìn thấy. Cũng phải rồi, má làm sao có thể nhìn thấy tôi được, vì tôi đang chỉ là một hồn ma thôi mà. Đợi tới khi cánh cửa đã khép, tôi mới tiến lại gần. Hít sâu thở mạnh, tôi leo lên giường nằm. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy sợ chính cái xác của mình như thế này. Vừa mới chạm vào cánh tay bất động kia, như có một lực hút, cả người tôi bổ nhào vào cái xác đó. Gun à, dậy đi con. Nghe tiếng của má, tôi mở mắt ra. Là má hả má? Mấy giờ rồi má? Má nhìn lại đồng hồ rồi nói. Hơn 4 giờ sáng rồi. Dậy ăn sáng còn ra bến xe cho kịp. Dạ, má ra trước đi, con ra liền. Ba má và tôi tới kịp chuyến xe đầu tiên. Lên có một bữa thôi, mà má chuẩn bị rất nhiều thứ.
hai má con ngồi trên xe, còn ba tôi vẫn ở dưới nói chuyện với một người nữa. Có tiếng tài xế hối thúc, lúc này ba tôi với người đó mới chịu lên xe. Tôi kéo gọn mấy cái túi đồ rồi hỏi: Ủa, thầy Toàn đi chung với mình hả má? Thầy có công chuyện cho nên đi chung đó. Dạ. Xe đỏ bắt đầu chuyển bánh. Tôi ngã người ra sau, chắc do đêm mất ngủ cho nên bây giờ mắt cứ muốn díp lại. Mơ màng tôi nghĩ tới ông lão. Ta ở một cái điện thờ, nơi mà ba má con vẫn thường lui tới đó. Điện thờ mà ba má tôi thường lui tới là chỗ nào? Mở mắt tôi nhìn, kế bên ba tôi, thầy Toàn vẫn đang chăm chú với cuốn sách trên tay. Chợt thầy quay sang tôi, lúng túng tôi giả vờ gọi má: Con khát nước quá, má ơi cho con miếng nước. Cầm chai nước từ chỗ má, tôi uống một hơi, ngó ngó ra đường. Qua lớp cửa kính bên cây trứng cá, có người đang đứng vẫy xe. Đứng xa như vậy mà sao gọi xe được chứ? Xe đò thắng lại kinh kích, lơ xe mở cửa ra nói lớn: Nè nè, lẹ lên chơi, ở đây có công an đó, không có đậu lâu được đâu. Dạ dạ. Là một người phụ nữ với đứa bé chừng 10 tuổi. Dưới đường còn có một người đàn ông, nhưng không thấy lơ xe nói đến. Ông ta thò đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt chôn chặt vào chỗ tôi, rồi bước lên xe. Bộ đồ màu vàng đất ông ta mặc, tôi như đã thấy ở đâu rồi. Cơn buồn ngủ cứ kéo đến, chẳng quan tâm nữa, tôi dựa vào vai má, thiếp đi. Tôi không biết mình ngủ như vậy được bao lâu nữa. Trên xe ồn ào, khiến cho tôi bừng tỉnh giấc. Mọi người ai nấy đều coi lại tư trang đồ dùng, có lẽ cũng gần tới bến xe rồi. Tôi ngồi dậy nhìn ra phía sau, cái người mặc bộ đồ màu vàng đất ngồi ở ghế dưới cùng, cúi gằm xuống để lộ ra một khoảng tròn trọc lóc. Tôi giật mình lên, ông ta đi theo tôi. Nhưng bây giờ là ban ngày mà, sao tôi lại có thể nhìn thấy được? Bỗng dưng cái đầu trọc đó ngước lên, đôi mắt trắng giả trợn ngược đảo qua đảo lại rồi nhìn tôi chầm chầm. Vội quay lên trên, tim tôi đập mạnh, đụng chân má tôi run run. Má ơi, con sợ quá, má cha ở hồ bàn đi theo con. Má nắm lấy tay tôi: Đừng sợ, có má ở đây, mình đang đi gặp thầy, con nhai tép tỏi má mang theo đi con. Má nói rồi lấy tỏi bóc bỏ vô miệng của tôi. Mùi tỏi cay nồng xông lên, tôi lại cay xè mắt, trong đầu lại đau buốt giật giật như bị côn trùng cắn xé. Con sao vậy con? Dò đầu tôi nhăn nhó: Má ơi, con khó chịu quá má à, trong đầu như có con gì cắn, con chỉ muốn đập đầu cho nó nổ tung ra thôi hả? Má nghe thấy vậy giữ tay tôi lại: Bậy nè, xong công chuyện má đưa đi khám, ở trên này máy móc hiện đại, người ta sẽ tìm ra bệnh của con thôi. Ráng đau. Mà có đau như hôm bữa nói với má không? Dạ, lúc có lúc không. Sắp tới chưa má? Má cũng không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi, con ngủ thêm chút đi nghe. Tôi dựa vô vai má lần nữa, cơn đau đầu dần dần mất hết. Nhưng trong tôi cảm giác nôn nóng, trống ngực đập thình thịch, khiến cho mồ hôi chảy ra ướt sũng. Tôi nghiêng người liếc xuống hàng ghế bên dưới, ông ta vẫn ngồi đó. Bất thình lình, ông ta vút lên chỗ tôi, phả cái hơi lạnh buốt. Nàng đi tìm thầy bắt ta sao? Ta sợ quá. Tôi đứng lên gào khóc: Má. Mọi người trên xe dồn ánh mắt về phía tôi mà xì xầm. Có tiếng lơ xe cắt lên: Nè, ma nào ở đây, ồn ào quá. Cô để ý em giùm con chút, chừng 15 phút nữa tới bến rồi. Má tôi vội đáp lời: Em nó ngủ mê cho nên vậy, thông cảm cho cô nghe. Tôi ghì chặt vào người má khóc lên, bên cạnh vẫn còn hơi lạnh phả ra. Co rúm người lại, tôi ôm má, đắp cái áo khoác cho tôi. Má an ủi: Ráng lên con. Ba ngồi ở bên cạnh, nhét vô tay tôi một cái thứ gì đó, rồi nói rất khẽ: Nè, con để vô trong túi quần cái này đi. Tôi không đáp, nhưng vội cầm lấy nhét vô trong túi quần, rồi nhắm mắt lại. Ở bên ngoài, dường như má đang chỉnh cái áo khoác đắp trên người tôi hay sao, mà nó cứ kéo lên kéo xuống như vậy.
hé hé mắt tôi nhìn ra, cái vệt tay áo màu vàng đang di chuyển. Không phải là má, là ông ta. Ông ta đang chỉnh áo đắp cho tôi. Tiếng xe đỏ bóp kẹn tin tin, quẹo vô rồi dừng lại. Má lay người tôi. Cún à, tới nơi rồi con. Tôi không nói gì, vội vàng đứng dậy xách vỏ đồ đi ra cửa xe. Trong đầu vẫn ám ảnh cái vệt tay áo màu vàng di chuyển ấy. Lần đầu lên Sài Gòn, tôi mới biết đây là bến xe miền Đông, cho nên vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Nhộn nhịp quá. Ra ngoài cổng, chúng tôi đi lại điểm chờ xe buýt. Ba tôi nói đi một chặng này nữa mới đến. Trên thành phố lẹ thật, đứng có chút xíu là có xe liền, nhưng lại chẳng còn chỗ để mà ngồi. Xe buýt đón trả khách thắng gấp, làm cho tôi đứng dù có vịn tay nhưng vẫn cứ nghiêng ngả té da vào cái cột. Toa tráng xích xa, tôi chợt giật nảy mình. Ông ta vẫn đôi mắt trắng dạ, cái miệng răng quặp hết môi dưới, đưa vô sát mặt tôi. Dù hận nàng tới ngàn kiếp, nhưng ta không thắng nổi trái tim. Đi, đi theo ta, hãy đi theo ta. Trong đầu tôi vụt lên một ý nghĩ, phải hỏi cho rõ ràng những chuyện từ kiếp trước, xem đã xảy ra chuyện gì. Lấy hơi thật dài, tôi hỏi: Nói cho tôi biết, ông là ai? Hả? Nàng chịu nghe ta nói rồi sao? Tôi gật đầu. Tôi muốn giữa chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần, rồi sau này đừng theo làm phiền tôi nữa. Nói một lần rồi rủ bỏ hết mọi thứ sao? Dễ dàng như vậy thì uổng công ta đợi ngàn năm nay rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì nghe tiếng má hối tôi: Cún à, xuống xe đi con. Dạ. Đáp lời má, tôi quay sang lại thì không thấy ông ta còn ở đó nữa. Tôi xuống xe theo má, nhưng vẫn cố nhìn xung quanh để tìm. Tôi còn chưa nói hết mà. Má chợt vỗ vai tôi: Nè, con làm gì mà đứng thờ thẫn vậy? Còn ông Tám nữa, xuống xe còn không chịu đi liền, gặp ai cũng nói chuyện được, hay thiệt chứ. Má nói tôi, nhưng lại hướng ra chỗ xe buýt dừng. Ba tôi và thầy Toàn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Khi vừa bước xuống xe, thì có một người đàn ông trung tuổi kéo gọi chú Tám và thầy Toàn ra để nói: Xin lỗi, anh với ông đây có phải là người nhà của cô bé tóc ngắn, mặc áo hồng kia không? Người đàn ông nói, rồi đưa tay chỉ về hai mẹ con đang xách vỏ đồ đi trước. Chú Tám vội đáp: Có chuyện gì vậy? Chúng tôi là người nhà của bé gái đó đó. Lúc ở trên xe đó, đứng ở kế bên cháu, tôi thấy rất lạ. Thật ra tôi cũng không có định nói đâu, nhưng không nói thì tôi thấy dây dứt lương tâm quá. Nếu mà nói ra không phải, mong anh với ông đây bỏ qua cho. Cô bé cứ tự nói rồi tự trả lời, nào là đừng theo tôi, rồi cái gì mà kiếp trước. Một là thần kinh có vấn đề, hai là có dòng theo rồi đó. Sau một hồi im lặng, chú Tám khẽ nói: Dạ, cảm ơn ông. Gia đình tôi sẽ để ý tới con bé hơn ạ. Vậy tôi đi trước nha. Người đàn ông bước đi trước, để lại trong thầy Toàn và chú Tám một suy nghĩ giống nhau. Họ không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ đến chỗ hai mẹ con đang đứng đợi. Bốn người chúng tôi đi bộ ngang qua một nghĩa trang. Nghe thầy Toàn kể nghĩa trang này có từ rất lâu rồi, có từ tận cái lúc mà thầy lên đây để học nghề bắt ma. Tôi cố tình kéo tay má đi lui lại một chút. Tôi lên tiếng hỏi: Ủa, thầy Toàn đi chung với mình hả má? Má lúc này cũng không phủ nhận, giống như lúc ở trên xe buýt nữa: Bữa nay má đưa con đi gặp sư phụ của thầy Toàn, chứ không phải lên nhà bạn của má. Thầy này cao tay hơn, chắc là sẽ có cách giúp con đó. Dạ, nhưng mà lỡ thầy đó không giúp được thì sao má? Trời ơi, chưa cái gì mà con nói gỡ như vậy rồi. Thôi đi lẹ lên đi con. Má nạt ngang rồi kéo tôi đi. Bộ tôi hỏi sai cái gì hay sao chứ? Quẹo vô con hẻm đối diện với nghĩa trang, rồi đi vô không xa lắm, thầy Toàn đang đứng trước một ngôi nhà, cánh cổng khép hờ. Thầy cất giọng: Thầy ơi.
có tiếng đáp lại. Đứng đó chờ đi, thầy ra liền. Phía trong nhà có một ông cụ tóc bạc trắng đi ra, trên tay mang theo sắp giấy và một cái hộp quẹt. Cửa được mở ra, chỉ đủ cho từng người một đi vô. Cúi xuống quẹt lửa châm mồi đốt sắp giấy, ông cụ ra hiệu. Mỗi người bước qua lửa rồi hẳn đi vô nhà nghe. Vô tới bên trong, rót ly nước trà ra, ông cụ đưa cho tôi. Ta thấy rồi, có dòng theo con. Bình tĩnh uống miếng nước đi, rồi chúng ta tìm cách. Gia đình cứ gọi ta là ông Hội nghe. Tôi đỡ ly trà. Dạ, dạ con cảm ơn ông Hội. Rồi quay sang ba má tôi, ông Hội chậm rãi. Anh chị yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức mà. Má tôi sụt sùi. Dạ, mong thầy giúp đỡ cho gia đình của con. Thầy Toàn lúc này cũng vội vàng nói. Dạ, con đã làm mọi cách rồi, nhưng mà không thể nào không chế nó được. Bằng mọi giá phải thu phục nó. Thầy có một cách này, nhưng cần có sự trợ giúp của cháu gái đây. Má tôi sốt sắng. Thầy à, là lại để cho con gặp nó phải không? Cách đó con thấy nguy hiểm quá. Ông Hội lắc đầu. Không, bây giờ thì không cần cách đó nữa. Ma da này có thể xuất hiện ngay cả khi có ánh mặt trời. Nó đã tiếp cận được với con bé rồi. Vậy thì chỉ còn cách là dụ nó mắc bẫy thôi. Tôi tròn mắt nhìn theo cử chỉ mà ông Hội diễn tả. Tôi thầm nghĩ, dụ ma da cho nó mắc bẫy sao? Nhưng làm như thế nào đây? Ngọc à, con sao vậy? Má hỏi mà tôi giật thoát mình. Dạ không có gì đâu má. Là má tưởng con bị nhức đầu nữa chứ. Chúng ta sẽ làm theo cách của thầy Hội nghe con. Nhưng mà vụ ma da đó không sao vậy? Con thấy sợ quá. Ba tôi đặt tay lên tay tôi. Ông tự tốn nói. Cun à, con ráng lên con, chứ không thể để ma da nó bám theo con hoài vậy được. Tôi run run. Nhưng con phải làm gì đây? Lúc này ông Hội mới lên tiếng. Nè, con chỉ cần làm theo những lời ông nói, cũng không có khó khăn gì lắm đâu. Ghé tai vô, tôi nghe ông Hội nói. Tôi gật gật đầu nhưng vô cùng lo lắng. Liệu tôi có làm được hay không? Hít thở thật sâu, tôi lý nhí. Dạ, vậy khi nào mình bắt đầu vậy ông? Ông cần chuẩn bị một số thứ. Và mọi người cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức đi. Chắc qua buổi trưa chúng ta tiến hành. Sau đó ông Hội đi vào gian bên trong, đưa ánh mắt ra dấu về phía thầy Toàn. Nhanh chóng thầy cũng tiến vào gian phòng đó. Như chợt nhớ ra điều gì, thầy vội vã quay lại chỗ tôi. Cun à, đưa cho thầy cái thứ mà ở trên xe đó. Bà con kêu con bỏ vô túi quần đi con. Tôi tìm kiếm trong túi quần của mình và cả giỏ đồ cũng vậy, không có thứ mà ba đưa. Ủa kỳ vậy, chắc là con làm rớt rồi ba ơi. Má tôi lục tung đồ trong giỏ tìm lại, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài vài bộ đồ mang đi mà thôi. Lạ quá, rõ ràng là tôi bỏ vô túi, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Thầy Toàn nhìn ba má. Nếu mà tìm được thì đem vô trỏng giúp cho tôi. Có cơm canh rồi đó, anh chị với cháu xuống nhà dưới ăn đi ra. Nhớ là tuyệt đối không được ra ngoài. Đồng hồ điểm chuông 1 giờ chiều. Tôi hồi hộp quá. Lẳng lặng bước ra cổng, tôi mở cửa đi ra bên ngoài. Đi tới đường lộ tôi đứng đó, lẩm nhẩm câu bùa chú như lời thầy Hội dặn. Không biết hắn ta có đi theo tôi nữa hay không. Tôi tự hỏi, trời thế lo thực sự. Ngộ nhỡ như hắn không có ở đây, thì cách này coi như phá sản rồi. Nhìn sang cô nghĩa trang đối diện, chẳng hiểu sao mà chân tôi lại bước qua bên đó. Cái nghĩa trang lạnh lẽo thật, da gà nổi lên sần sật. Tôi ngồi xuống cái bậc xoay quanh gốc cây hoa dại ngay đầu lối đi. Ban trưa nắng nóng khiến cho mồ hôi ướt nhẹm.
và phía xa xa có bóng dáng ai mặc áo vàng đất thấp thoáng hiện ra. Ông ta kia rồi. Không đợi thêm nữa, tôi chạy tới gần. Chàng ơi. Ông ta nhìn tôi. Nàng gọi ta sao? Lấy hết can đảm tôi đáp. Không, ta đi tìm chàng. Chuyện gì đây? Là ông thầy pháp đó dạy cho nàng làm như vậy, có đúng không? Tôi xua tay. Không, là ý của ta. Ta đồng ý theo chàng. Ông ta vụt tới trước mặt tôi, hai tay như bám vô vai tôi, dẫn cái hơi lạnh buốt vả ra cùng với cái miệng quặp hết cả môi dưới. Có thật không? Nàng nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Tôi gật đầu. Thật, ta muốn đi theo bên chàng, chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng... Đôi mắt trắng dạ trợn ngược, cất giọng nói hầm hầm. Nhưng gì? Nói mau. Tôi rung lên bần bật, trong lòng vô cùng lo sợ và ghê tởm cái gương mặt gớm ghiếc kia. Đâu đây bên tai tôi có tiếng của má. Ráng dụ nó. Rồi đột nhiên có hình ảnh một đoàn người cưỡi ngựa đi rước dâu hiện lên. Đúng rồi, cũng có lần hình ảnh này tôi đã thấy. Nén nỗi sợ hãi, tôi đáp. Ta chỉ nhớ ngày chàng đi rước dâu. Ta đã bỏ trốn. Đó là một sai lầm. Ông ta gật đầu. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Tôi và ông ta đi cũng khá lâu mới đến được một cây cầu. Tới giữa cầu, ông ta nói. Nàng nhảy xuống đi, ta sẽ đợi ở bên dưới. Tôi nhìn xuống dòng nước mà xa xẩm mặt mày. Sợ gì thì sợ, nhưng sợ nước với tôi vẫn là khủng khiếp nhất. Tôi tiến lại gần lan can cầu, trèo lên như nhảy xuống thật vậy. Giả vờ quay lại nhìn lần cuối, tôi thấy thầy hội và rất đông người sau lưng của ông ta. Tay cầm bùa chú, tay cầm tấm lưới. Bất ngờ lá bùa được dán lên ngay sau gáy của hắn ta. Tấm lưới quăng lên, chụp kín rồi trói chặt. Tiếng gầm rú kêu lên dữ tợn. Trong cái lưới, ông ta nghiến răng. Khốn kiếp, ta trúng kế của chúng. Nhạc bụng, nàng lừa ta. Ông ta được đưa về với toàn thân trói chặt không thể cử động, miệng không ngừng gầm rú lên. Trước khi vô được sân nhà ông hội, tôi thấy có một người tay cầm đao xén một ít tóc ở viền xung quanh phần đỉnh đầu trọc lóc của ông ta. Không biết được phần tóc ấy sẽ để làm cái gì. Ngoài sân, bên cạnh chậu cây mẫu đơn, thầy hội nghiêm mặt. Người tên gì? Ở đâu? Tại sao lại theo phá người ta chứ? Hắn ta im lặng. Không chịu nói sao? Một lát sau, hắn ta ngẩng đầu lên. Tôi là Hạ Văn. Tha cho tôi không dám nữa. Thầy Toàn tới gần, nói nhỏ với ông hội. Dạ, lần trước có giao kẹo với đệ tử mà nó còn lật lọng, thầy đừng có nghe nó. Ông hội chặn tay. Cho yên tâm, lần này hắn không thoát được đâu. Cơn đau đầu ập đến, cảm giác côn trùng cắn giật khiến cho tôi không chịu nổi cơn đau nhói này. Không ở ngoài đó nữa, tôi vào trong tựa ghế mà vỗ đầu lên bơm bớp. Một lát sau cơn đau lắng xuống, rót miếng nước cho lên miệng uống. Tôi chợt nhìn ra phía cổng. Có đôi bàn tay ở dưới bám như thành sắt thập thò, chốc chốc lại đẩy cái đỉnh đầu trọc nhô lên. Như không tin vào mắt mình, tôi đi dội ra ngoài hiên nhà. Ở góc sân, hắn ta vẫn đang bị trói chặt. Còn bên ngoài, tại sao lại là hắn ta nữa chứ? Lấy tay dụi dụi mắt, tôi nhìn lại một lần nữa, chắc cho tôi nhìn lộn thôi. Nhưng mà không, hắn ta đang đứng đó, tay gồng lên bám thành cổng, đôi mắt trắng dã nhìn chầm chầm về phía thầy hội. Đúng rồi, tôi sẽ nói để cho thầy hội biết chuyện này. Nghĩ như vậy tôi chạy nhanh ra góc sân, nhưng chẳng hiểu sao lại hụt chân, té ngã dúi xuống chạy hết cả người. Má tôi hốt hoảng. Trời đất cứu nè, đi đứng sao mà để té vậy con? Có sao không, đưa cho má coi. Tôi miếu máu. Má, con có chuyện muốn nói với ông hội. Chuyện gì cũng từ từ. Lại đây,
má lấy dầu sức vô đã, chứ không nó sưng lên bây giờ đó. Không trả lời má, tôi chạy ra chỗ ông Hội hối hả. Ông ơi, ngoài cửa. Bỗng dưng có một bàn tay vô hình bóp miệng tôi lại, không thể nói thêm được gì. Tôi ú ớ không thành tiếng, giãy đạp quơ quắng cố gỡ bàn tay đó ra, nhưng càng gỡ thì nó càng siết chặt hơn. Ba tôi chạy tới la lớn, cô nè, con bị cái gì vậy con? Nghe thấy tiếng ba hỏi, tôi quay qua nhìn nhưng chẳng thể nào đáp lời. Bàn tay kia bóp mạnh hơn, đau đến không thể chịu nổi nữa. Tôi khóc mà không khóc được, tưởng chừng như chết đi. Thì bỗng dưng bàn tay đó dần buông lỏng ra, mồ hôi chảy ra như tắm, tầm mắt nhìn nhòe đi, và có một cái bóng mờ mờ, nó chỉ tay vào tôi. Khôn hồn thì ngậm miệng lại, không ta rút lưỡi dặn cổ bây giờ. Tôi trấn tĩnh mình lau mồ hôi. Vậy là bữa nay mọi người lên đây tất cả đều vô nghĩa rồi. Ma gia sẽ không tha cho tôi, chứ vì nỗi oán hận từ kiếp trước. Ước gì tôi có thể nhớ được tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi đưa mắt sang nhìn ba. Ba, con không sao đâu ba. Là ba lo quá chừng à. Cho ngoài kia ngồi cạnh ba đi. Tôi gật đầu rồi đi theo ba ra đó. Dưới nền đất, hắn ta vẫn đang bị trói, đầu cúi xuống quỳ gối bất động. Tôi lại quay người nhìn ra cổng để xác nhận lại. Là hắn ta vẫn đứng đó, khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Còn lời đe dọa kia thì sao? Có khi nào là tôi bị ảo giác nữa hay không? Dù như thế nào, tôi cũng nhất định phải nói. Nghĩ là làm, tôi đi len len giữa ba và thầy Toàn. Ông Hội đang ngồi kế bên cây hoa mẫu đơn, mắt không rời con ma da bị trói đó. Sao? Còn điều gì muốn nói? Ma da quỳ gặp hẳn người xuống, nó khẩn cầu. Dạ xin thầy, thầy cho con được về nhà. Con hứa sẽ không theo phá ai nữa. Con xin thầy đó. Từ giờ ngươi hãy trở thành đệ tử của ta, ngày ngày tu luyện đạo học đi. Ma gia vẫn cúi gặp người. Không, con xin thầy. Chẳng phải thầy đã giữ phần tóc đó của con sao? Chính nó là sức mạnh. Bây giờ con mất hết sức lực rồi, chỉ mong thầy mở lòng nhân từ. Trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng ông Hội gật đầu. Được, ta sẽ cho ngươi về cái nơi mà ngươi đã kết thúc cuộc đời của mình. Đó mới chính là nơi thuộc về ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Ma gia ngẩng đầu. Điều kiện? Là điều kiện gì thưa thầy? Ông Hội đi đến gần, chạm vào viền tóc quanh đầu của ông ta, rồi mới lên tiếng. Uống một ly nước. Tưởng gì? Con được về nhà thì thầy nói gì con cũng xin nghe theo cả. Ông Hội cười lên thành tiếng. Nên là biết điều như vậy đó. Ông Hội và thầy Toàn ngay sau đó đi vào trong nhà, chuẩn bị cái thứ nước dành cho ma gia uống. Ba má tôi cũng đi vô trong, nhưng đầu cứ ngoái lại nhìn khoảng sân trống, như muốn thấy được hình dạng của ma gia theo con mình là như thế nào, nhưng không thể thấy được gì cả. Trước mắt ba má vẫn là một khoảng sân trống mà thôi. Xung quanh binh lính canh giữ rất cẩn thận. Hắn ta, con ma da đầu lại cúi xuống, chạm nhẹ vào gáy, lấy tay vờn vờn lá bùa chú ở đó mà lẩm nhẩm một mình. Để ta dán cho chặt lại giùm các người, lỡ rớt mất thì sao? Ông ta ấn ấn rồi cười nhếch mép. Ông Hội đi vô trong nhà, nhưng lại đi vào gian phòng trong. Tôi vội chạy lại níu áo ông. Ông ơi, ngoài cổng có... Ông Hội quay lại cười nói. Ngoài cổng là quân lính của ông. Con thấy họ đúng không? Đừng có sợ. Tôi lắc đầu nhìn ông, nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói với ông thì đều bất thành cả. Như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách, khiến cho câu nói không thể nào trọn vẹn được. Má ấn tôi ngồi xuống ghế. Má lớn tiếng. Nè, má nói rồi đó, ở yên đây cho má. Mặt mũi sưng hết lên rồi còn không chừa nữa. Dạ con biết rồi.
Kể từ lúc đó tôi đành phải giữ im lặng. Thi thoảng tôi nhìn ra ngoài cổng, nhưng những lúc như thế này lại không thấy hắn ta đâu. Từ gian phòng trong, trên tay thầy Hội và thầy Toàn mỗi người mang một ly nước nhỏ và giỏ sách đeo trên vai. Thầy Hội đi ra khoảng sân cạnh chậu cây mẫu đơn, đưa cho con ma già cái ly trên tay của mình. Được rồi, uống hết đi thì ngươi có thể trở về. Đỡ lấy, con ma già không chần chừ uống hết một hơi. Bây giờ tôi đi được chưa thầy? Được, đi theo ta. Nói rồi, thầy Hội và thầy Toàn cùng với đám quân lính dẫn hắn ta đi ra khỏi cổng. Lúc ngang qua, hắn ta không nhìn vô trong mà lầm lũi cúi đầu bước. Có lẽ thầy Hội đưa ma gia đến cây cầu mà lúc sáng tôi đã tới. Chỉ còn lại đây tôi và ba má. Tôi bỗng dưng thấy nhức đầu quá. Không còn cảm giác là con trùng cắn giật nữa, mà là như có ai đó lấy trống đánh ngay bên tai tôi vậy. Tôi muốn nổi khùng lên. Má hốt hoảng: Con nhức đầu hả Ngọc? Xíu nữa ba má đưa con đi khám nha. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, sao mà nói khổ quá vậy nè, trời ơi. Tôi ôm đầu lăn lộn dưới đất, đau quá, không chịu nổi. Tôi gào thét dùng đứng dậy như một kẻ điên. Chợt nhiên lóe lên một suy nghĩ, tôi chạy xuống nhà bếp tìm. Tôi thấy rồi, con dao trên cái tủ. Tôi vội cầm lấy chạy ngay đưa cho ba. Rồi cuống cuồng: Ba ơi, ba làm ơn chẻ đầu con ra với. Chẻ ra liền đi ba, chứ cứ như vậy con đau lắm. Ba giành lấy con dao cất đi, rồi ôm chầm lấy tôi. Nè, đừng có nghĩ bậy nữa con à. Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Tôi vùi đầu vào người ba, mong cơn đau sẽ mau chóng qua đi. Nếu cứ mãi như thế này thì làm sao tôi có thể chịu nổi đây. Tôi muốn lao đầu cho bức chách cho bể đầu ra quá. Ba dỗ chai, rồi xoa lên đầu tôi thật nhẹ. Dễ chịu hơn một chút, tôi hít thở một hơi thật dài. Và tôi nghĩ đến cái chết. Nếu tôi không còn trên cõi đời này thì ma gia sẽ không có cơ hội để mà theo phá nữa. Tôi nghĩ bậy rồi. Nếu chết đi thì ba má phải làm sao? Ông Hội nhấp miếng nước trà rồi lên tiếng: Anh chị với cháu có thể yên tâm. Từ bây giờ ma gia đó không theo phá nữa. Sức mạnh của nó tôi đã nắm trong tay rồi. Ba tôi cất lời: Dạ, gia đình con có biết làm sao để cảm ơn thầy? Chỉ cầu mong được yên ổn thôi thưa thầy ạ. Má tôi thì ấp úng: Thầy à, liệu nó có quay lại nữa không? Sao con thấy lo quá. Thầy Hội giọng chắc nịch: Tôi đảm bảo, anh chị hãy cứ tin tôi, nó không dám nữa đâu. Dạ, chắc tại con lo lắng quá cho nên như vậy. Vợ chồng con cảm ơn thầy. Gia đình con xin gửi chút lòng thành, mong là thầy nhận lấy. Nói xong, má tôi để lên bàn cái bìa thư, nhưng thầy Hội đẩy lại: Tôi giúp cho cháu nó thôi, cho nên chỉ cần nhận một chút để cúng dường. Gia đình sắm một ít trái cây dâng lên là được rồi. Thầy Toàn đồng tình, rồi lên tiếng cắt ngang: Thầy Hội nói như vậy rồi, thì chị ra đầu hẻm mua trái cây đi. Tranh thủ đặng mình còn đưa nó đi khám cái đầu coi sao. Tôi nghĩ chúng ta nên đi biên hòa đi. Ở đó họ có máy siêu âm não, sẽ tìm ra bệnh nhanh chóng, chứ để lâu như vậy nguy hiểm cho nó quá. Thế là ngay sau đó, má tôi đi dội ra đầu hẻm, còn ông Hội và thầy Toàn vô lại gian bên trong. Trong ấy chắc có điện thờ. Tôi nhìn theo mà không khỏi tò mò. Tôi cũng không biết ly nước mà ông Hội cho ma gia uống là cái gì. Có lẽ là cách thức bắt ma của các thầy đều phải giữ bí mật. Tuy đã bớt đau, nhưng bên trong đầu vẫn cứ cấn cấn, khiến cho tôi cứ gai gai suốt. Thầy Toàn nói đưa tôi đi biên hòa sôi não,
nghĩa là tôi có vấn đề về thần kinh hay sao? Trên đó có nhà thương điên mà, tôi đâu có bị điên đâu chứ. Đỡ tôi ngồi dậy, ba lên tiếng hỏi. Nè, con còn đau không Cun? Nghỉ một lát rồi mình đi khám bệnh nha. Đi nhanh để còn kịp về chuyến xe tối nữa. Tôi gật đầu đáp. Dạ, con đỡ rồi ba. Mai là thứ hai đầu tuần, con còn phải đi học nữa. Bây giờ vô điện lễ tạ với ba má cho mình đi con. Chào tạm biệt thầy Hội, tôi với ba má cùng với thầy Toàn bắt xe đi Biên Hòa. Cũng không lâu lắm đã có mặt tại bệnh viện. Nhưng xui là bữa nay chủ nhật, cho nên họ không khám bệnh. Có cô y tá chỉ cho ba má ra một phòng khám tư nằm trên đường Đồng Khởi. Phòng khám này có bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện mở ra. Nghe nói ở đó cũng có máy siêu âm não hiện đại. Cho nên sau một thoáng chần chừ, ba má cũng quyết định đưa tôi tới đó. Chiều nắng nóng là như vậy, nhưng lúc này đây trời bỗng dưng tối sầm lại. Mưa như trút nước đổ xuống khiến mọi thứ mịt mờ. Sấm chớp đi đùng tạo nên những vệt sáng kéo dài. Tôi bất giác giật mình mỗi khi có tiếng sấm đó lóe lên. Đưa tay lên đầu mình, tôi ngã người vô vách tường. Tuy là phòng khám tư nhưng cũng rất đông người đến khám. Ba má tôi và thầy Toàn bên cạnh đang đọc báo. Thi thoảng ba lại đưa tay coi đồng hồ. Mệt mỏi, tôi lơ đễnh hướng mắt lên trần nhà. Dạ, bất thình lình tôi điếng người khi nhìn thấy một cái đầu lộn ngược đang nhìn tôi. Tóc rủ xuống dài ngoằng, nó ngoác cái khuôn miệng trắng hiếu lên cười cười. Run rẩy tôi đứng dậy. Cái đầu của nó nằm trong góc tường, rồi đang từ từ lại gần, chạm vô chân tôi, lăn lông lóc thành vòng tròn. Sợ hãi, tôi che mặt mình hét lên. Ma, có ma! Cùng lúc đó là tiếng sấm chớp ầm ầm vang trên trời. Nhưng có lẽ ba chỉ thấy được tôi có biểu hiện lạ như vậy, cho nên vội lên tiếng hỏi. Nè, có chuyện gì vậy con? Tôi nhìn ba, rồi run run chỉ vô góc tường, miệng lắp bắp. Chỗ đó có đầu đó. Con nói cái gì ba không hiểu? Có đầu là sao? Tôi chưa kịp đáp lời ba thì bất thình lình cái đầu người đó lao thẳng vào tôi, như ai ném một trái banh vậy. Ôm đầu, tôi chạy ra ngoài, bỏ lại tiếng của ba má gọi chới theo phía sau. Trời mưa lớn quá, đường trơn khiến cho tôi té xuống đám sình lầy. Cả mặt tôi úp vào đó, nhôm nhớp trong miệng cái thứ nước toàn cát, lợn cợn đến rùng mình. Trời ơi, con đây rồi, cứu nơi. Má khóc, rồi ôm tôi đỡ dậy, đi vào trong một cái mái hiên gần đó. Trời vẫn mưa trắng xóa, không thể nhìn rõ được đường đi. Má xoay người tôi qua đối diện với má, rồi má thủ thỉ. Con à, nói cho má biết đi con, sao con lại bỏ chạy ra ngoài đây? Tôi ngước lên nhìn má. Nhưng trời ơi, sao bây giờ trước mắt tôi lại là hình dáng của cái đầu lộn ngược khi nãy, mớ tóc dài rủ xuống ống chân. Và kỳ lạ là sao miệng nó vẫn đang mấp máy y hệt như lời má đang hỏi tôi. Nói cho má biết, sao con lại bỏ chạy ra đây? Hải hùng, tôi không dám nhìn nữa. Trong cơn hoảng sợ tột cùng, tôi quay sang ba như cầu cứu. Nhưng mà Ba tôi cũng đang trong tình trạng y hệt như vậy. Cái đầu lộn ngược đang ngoác miệng ra mà cười cợt nhại lại. Nói cho ba biết, sao con lại bỏ chạy ra đây? Tôi hét lên một tiếng, cho hoảng loạn bỏ chạy đi. Không biết mình đã chạy đi đâu nữa. Nước mưa xối xả trên đầu làm cho tôi lạnh buốt. Nhưng mặc kệ, tôi cứ chạy, chạy cho đến khi ngã khuỵ xuống. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3
của bộ truyện ma kinh dị Ma Ấm của tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.